Tôi nghĩ trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ là trận đấu tốt để thử nghiệm trước khi bước vào AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam là ứng cử viên mạnh của giải đấu. Đây sẽ là cơ hội tốt để chúng tôi kiểm tra năng lực cầu thủ, thử nghiệm đội hình. Tôi hy vọng Philippines sẽ có trận đấu tốt vào ngày mai. Chúng tôi khó có toàn bộ cầu thủ bởi nhiều người thi đấu quốc gia khá xa, khó tập hợp hết. Tuy nhiên đây là cơ hội để phát triển cầu thủ trẻ, ít thi đấu quốc tế, cơ hội tốt để họ có thể trưởng thành. Đây gần như sẽ là danh sách cuối cùng tại AFF Cup 2022. Philippines thiếu nhiều cầu thủ không thể tập trung, nhưng tôi tập trung vào đội hình hiện tại, phát triển họ cho đội tuyển. Họ đang làm rất tốt, tôi hài lòng về điều đấy. Tất nhiên đội có khó khăn nhưng cầu thủ có kết nối tốt, có quyết tâm. Tôi tập trung vào những cái mình có trong tay. Tôi nghĩ trận đấu ngày mai sẽ là cơ hội rất tốt cho chúng tôi để thử nghiệm trước kỳ AFF Cup. Đội tuyển Việt Nam là đối thủ rất mạnh của giải đấu, nên đây là dịp để kiểm tra về đội hình. Tôi cảm thấy có nhiều động lực và có cảm hứng bởi ở World Cup, có nhiều cầu thủ lớn hơn tuổi mình. Tôi tập trung chơi bóng, có nhiều người ở độ tuổi này vẫn thành công. Tôi hy vọng sẽ thi đấu tốt cùng đội tuyển Philippines.